Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại bản tin của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Ngày hôm nay chúng ta có một cái drama rất là hay ho. Nhưng mà trước đó thì sự việc mà chị Hằng cũng có lên trên mạng cũng nhắc nhở với mọi người rằng là khi chúng ta làm từ thiện á, chúng ta làm bằng cái tâm. Và khi chúng ta nhận một cái yêu cầu quay đó thì chúng ta hết sức phải làm cho nó đúng. Chúng ta đem tiền chúng ta cho người ta, đó là lòng từ bi. Còn cái người khác mà nhận tiền của chúng ta mà để cứu người khác ha, là bằng cái lòng trách nhiệm và lòng dũng cảm. Ngày hôm nay chúng ta mở ra cái hồ sơ ha, lăng bạc, phong bạc. Hồ sơ phong bạc ha, cái tên cũng rất là lạ nhưng tôi không biết sao nữa. Đã khởi chiếu vào ngày hôm qua, vào ngày 12 tháng 9 năm 2024. Hồ sơ phong bạc là gì? Hồ sơ phong bạc là nêu lên một số người ha, một số người giống như nằm ở trong bảng phong thần vậy đó ha, cho lên kêu gọi tiền để cứu trợ đồng bào miền Bắc là quá tuyệt vời. Nhưng cho một mà nói 10, cho 10 mà nói 100 ngàn là đâu có được. Nhiều người cho có mấy ngàn bạc lên trên mạng Photoshop lại cái thành mấy chục triệu. Thì các bạn thấy ghê không? Chính họ đang cấp tiền của họ, chính họ đã đổ oan cho mặt trận Tổ quốc. Thì ngày hôm nay em sẽ xin mở màn cái tập 1 của hồ sơ phong bạc về cái sự việc mà sống ảo trên mạng xã hội. Chúng ta cho người khác bằng lòng từ bi, chúng ta cho người khác bằng cái trái tim của mình. Nếu chúng ta không đủ điều kiện, chúng ta có thể là cổ vũ hoặc là nguyện cầu cho họ, hoặc là thay vì chúng ta lên trên không gian mạng hay là chúng ta quyên góp vận động, đó cũng là một trong những cái hành động mà rất là tốt. Cớ sao chúng ta không làm, chúng ta làm ít mà chúng ta muốn được hưởng nhiều? Chúng ta cho ít mà chúng ta lại lên trên mạng chúng ta khoe mẽ nhiều để làm cái gì? Cái việc ở đây á, tôi chưa có xét cái việc đúng sai nha, nhưng mà đúng sai thì để cơ quan chức năng người ta làm việc, mà tôi đi xét về cái sự việc nhân văn ở trong cái câu chuyện mà sao kê hơn 12.000 trang giấy. Anh chị biết sao kê hơn 12.000 trang giấy, số tiền hơn 500 tỷ, hơn 500 tỷ, không biết thời điểm này nó bao nhiêu nữa. Nhưng mà một số người thì hãy coi lại chính mình nha. Ok, chuyển màn hình giùm em. Đây, các bạn chỉ cần bấm chữ sao kê ngân hàng mặt trận Tổ quốc thì nó sẽ ra hết, không có chạy đâu thoát được. Nhiều khán giả đã cảm thấy rất là thích thú với drama này ha. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô đây, đây là cái nơi mà mọi người gửi gắm tình yêu thương của mình với đồng bào miền Bắc. Tôi cũng rất là thấy tự hào về những tình yêu thương này các anh chị và các bạn. Đây, 11 phút trước, không chuyển tiền vào những tài khoản giả mạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Đây, em nghĩ rằng đã đến lúc công an mạng, cục an ninh phòng chống tội phạm công dụng công nghệ cao vào. Không có thể nào mà mình ăn tiền của người khác trên đau khổ như vậy nha. Đây chưa đâu. Đây, 527 tỷ phẩy 8 triệu đồng tính tới thời điểm này. Đây, cái chỗ quan trọng nhất mà ngày hôm qua chúng ta biết đây, thống kê số tiền ủng hộ qua tài khoản Vietcombank từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, trong vòng 10 ngày chúng ta đã thống kê được số tiền 527,8 tỷ đồng các anh chị các bạn. Đó, từ sau khi có cái thống kê này, đây cái Google đây, các bạn có thể là vào đó mà các bạn kiểm tra. Tôi rảnh tôi sẽ kiểm tra từng người hết các chị các bạn, đặc biệt là những người mà có cái sự ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ok chưa? Bất ngờ nhất ở đây là tới 1.000, hơn 12.000 cái trang là các chị các bạn lưu lại. Đây là của tác giả Thanh Hằng. Thanh Hằng này có dấu tích cũng chắc trên 100.000 người. Kha kha chết cười, bảo sao một số người cứ che che đậy đậy
To mấy chị con, có bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu. Sức bé làm việc bé chứ đâu phải như thế. Mặt trận Tổ quốc làm sớm quá, để thêm sao bão mới nhiều người ảo hơn nữa. Ủng hộ dùng bão để lan tỏa tình yêu thương những người có tầm ảnh hưởng, mạng xã hội càng nên làm. Nhưng không phải để phong bạc ảo ma chuyển khoản 10.000 mà làm bill 100 triệu lòi ra bây giờ phải nhục không? Cái đó cũng là cũng được gọi là nghiệp và phải trả nghiệp ngay tức chứ, chứ lấy cớ ủng hộ dân ra đang khổ để phong bạc đó à. Hi hi hu hu liêu liêu 10k thành 100 triệu và những người khác. Có những tập thể hô hào ủng hộ xong đớp hết chuyển khoản có từ 2.000 đến 300.000. Bảo sao giờ những người từ thiện chân chính ai dám kêu gọi từ thiện qua tài khoản cá nhân nữa, vì có những con sâu làm rầu nồi canh, làm tham ô đa vô đáy ăn trên xương máu của những người bị ảnh hưởng lũ lụt. Các bạn thấy rõ ràng là về hàng chúng ta đã quá đúng ha. Chúng ta mang danh là cá nhân chúng ta kêu gọi từ thiện thì chúng ta phải sao kê đầy đủ. Chúng ta không có sao kê đầy đủ thì ai mà tin chúng ta. Ví dụ giờ trong tài khoản có 500 tỷ, báo có 400 tỷ, 300 tỷ thì làm sao được. Anh chị các bạn, đó. Đây, rất là nhiều anh chị đã dính hot. Đâu, để xem. Đây, ủng hộ có 10.000 chơi 100 triệu luôn. Dữ không? Dương Anh coi bích. Ghê không? Tuổi trẻ tài cao nha. Thật kinh khủng. Nhiều khi bấm sót số 0. sao sót có không được? Sao có không được? 10.000 với 100 triệu nó khác chứ. 10.000 nó chỉ có 4 số 0 thôi. Còn cái kia tới 9 số 0 lặng mấy chú. 8 số 0 lặng. Đây. Baby Bear VN vận động ủng hộ Jenny tại Việt Nam, chúng ta khắc phục hậu quả Sari 2.000 đồng 2 triệu ha. Thì những cái người này tôi không biết là có Photoshop trong này hay là không. Những cái người này chỉ cần sao kê tài khoản cho coi cái là xong. Có gì đâu mà ngại. Ghê ha. Đây, nghe nói là cái thiếu nữ này đang nằm top 10 đó các anh chị các bạn. Đang nằm ở trong chấm top 10 đó ha, là được phong hậu luôn đó. 500.000 là 500.000 mà che thành 50 triệu. Đếm hẳn 9 chữ số, đứa nào vậy bay? Đứa nào vậy bay? Giờ mặt không biết sao mà hỏi trời. Đây. Phạm Như Phương trùng không ta? Nhưng mà nó có cái số sao kê chứ. À, chúng ta đọc cái nội dung của cái sao kê nè. Phạm Như Hương Phương, Phạm Như Phương Phương Phượng gì đó không biết nữa. Con xin được đóng góp và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gia ghi. Đây, con xin được đóng góp và khắc phục hậu quả cơn bão gia ghi. Ủa sao nó trùng dữ vậy? Nó trùng câu chữ dữ gì ta? Tiếp. Ông hồi nãy nữa hả? Đây. Một cựu vận động viên thể dục phải là họ Phạm. Đó hồi nãy đó các bạn hỏi ai đó. Bà con lũ lụt khi check in ra chỉ có 500k. Rồi bỏ tay. Nha, còn rất là nhiều các anh chị các bạn. Cán bộ cảnh sát hình sự thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời. Đúng rồi đó. Vài bữa nữa Funimabay rảnh, Funimabay sẽ tìm. Đố các bạn biết là Funimabay sẽ tìm ai? Chỉ hình dùm em nhiêu đủ rồi. Vài bữa nữa Funimabay sẽ tìm Mr. Ryder. Nghe nói 500 củ gì đó ha. 500, 800 gì đó. Để vài bữa đó tôi tìm. Trời ơi, trong 12.000 trang giấy câu chắc lọt trọng mắt quá. À, nhưng mà mình cũng phải trả lời với khán giả như thế nào. Tại sao chúng ta chuyển khoản lên mà chúng ta che tài khoản làm gì? Đúng không? Giống như chẳng hạn như những đứa nhỏ học sinh, nó tiền ăn sáng của nó có 15.000,
mà nó nghĩ đến người khác, nó gửi chuyển khoản tới 15 ngàn nó cũng quý đó chị các bạn, chứ không phải xin vợ 100 triệu rồi đó rồi chuyển có 10 triệu rồi đó photoshop xong cái lấy 90 triệu của vợ ha các chị các bạn ha, vân vân và vân vân. Thì các ông chuẩn bị tinh thần, cái hồ sơ phong bạc này nó hay lắm nha các chị các bạn. Và chúng ta sự thật sẽ biết lòng người như thế nào nha anh chị các bạn, chúng ta sẽ biết lòng người như thế nào, khó khăn ra sao, tại sao trong cái cảnh như thế này chúng ta thương thì chúng ta mến thì chúng ta hô hào chúng ta kêu gọi, chứ đâu có ai bắt ép buộc chúng ta đâu. Vấn đề này là vấn đề mà người ta coi như là lá lành đùm lá rách, mà chúng ta có nhiều chúng ta làm nhiều, mà chúng ta không có thì chúng ta vẫn làm cái vấn đề khác. Chúng ta hô hào, chúng ta vận động người khác cũng được, chứ không phải là chúng ta đem hết tài sản của chúng ta đem ra để mà ủng hộ rồi về chúng người ta no chúng ta đói, thì đó vấn đề đó cũng không nên cái gì các bạn. Chúng ta làm sao mà cảm thấy trong lòng chúng ta cảm thấy có sự hạnh phúc, chứ không phải nhà đang đói đang hết gạo rồi đi qua nhà hàng xóm mượn mấy chục triệu gửi, thì em nghĩ rằng nói như vậy có người sẽ vào không thích nha. Em cũng nói sự thật vậy, sự thật là như vậy. Trong 12.000 cái sao kê này thì không biết là anh yêu của tôi nằm ở ha, anh yêu của tôi nằm ở cái trang mấy. Tôi nghĩ rằng cộng đồng mạng cũng rảnh rồi ha, cộng đồng mạng cũng rảnh để xem coi. Có một số khán giả bắt đầu lưu ý đến những người ca sĩ nghệ sĩ rồi đó các chị các bạn ha. Họ phải check in hết. Có nhiều người dùng cái bill đưa lên mà không chịu sửa tên nữa, lấy cái bill của người ta nói thành cái bill mình ha, để xem coi có một số người nào có tên không. Lúc trước cầm có mấy trăm tiền quỹ lớp mà tôi cũng múc một ít để ăn nem rán. Tập thể lớp gì đâu mà có mấy chục ngàn các anh chị ơi, 2.000 à, bó tay luôn, đau xót. Em chiếu lại cho các anh chị xem lần nữa ha, thiệt là không hiểu nổi luôn. Đây, tập thể lớp 9H1 và 9H2 lớp ủng hộ 2.000. Ủa, ví dụ như 2 triệu nó chuyển 2.000 rồi nó xài gì? Em nghĩ rằng sắp tới sẽ có một số người phải đối diện với pháp luật nha. Đừng có tưởng là 12.000 trang giấy mà bên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc người ta không có làm được đâu nha. Nha, tập thể anh em gặp xiết trung ương ủng hộ 10.000 đồng. Tập thể Nguyễn Du bệnh nhân ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão 10.000 đồng. Ha, công ty Tulu 50.000. Cái việc này ít nhiều gì nó cũng là một cái tình yêu thương các anh chị các bạn, nhưng chúng ta cho có nhiêu thì chúng ta đưa bao nhiêu. Tại sao cái số tiền này quá bất ngờ các anh chị các bạn. Tập thể thì không thể nào mà có một người hai người, mà tập thể thì có rất là nhiều người. Tại sao tập thể gì có 15.029 đồng trời. Rồi từ từ sẽ biết ha, mình sẽ mất đi những người bạn. Chuyển bạn giùm em, các bạn thấy không? Khi mà nghị định 93 ra rồi là mọi chuyện phải nhỏ nhàng, rõ ràng nha. Đó, có gì có ai khen chị Hằng không? Đâu ai khen, đúng chưa? Trời ơi, sao kê tới 12.000 trang giấy mà số tiền gấp chỉ có khoảng 3 lần của cô tiên thôi. Như vậy là nếu mà trừ lại á thì nó bao nhiêu trang giấy các chị các bạn? Ví dụ như cô tiên là tôi cho là 200 đi. 200 đi, cái kia 500. Đó, nó tròn đi ha. 200 chia 200 500 nó nhiêu phần trăm? Nó phải chừng 45%.
đúng không, 40 thôi, 40 không, 428 mà, 5 lần 200 400 là phần phân nửa, coi như là nó 4 phần, cho 4 phần đi, tạm thời cho 4 phần thôi, 3 phần thôi, 4,5 lần, 4,7 lần, 4,5 lần thôi, 4 lần hả, thì nó có khoảng là nhiêu tiền các chị các bạn, lấy 12.000 trang giấy mà chia cho 4 nó khoảng 3.000 trang giấy, đưa có tấm giấy A4 à, cái thu vô bao nhiêu, chi ra bao nhiêu, bị lỗ nữa ha. Thì cái vấn đề đó thì người ta không buông tha là đúng rồi, tôi nói sắp tới cái hồ sơ phong bạc còn dài lắm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với hồ sơ phong bạc tập 1 ngày hôm nay. Các bạn nhớ, các bạn mới vào kênh các bạn nhớ bấm like subscribe một đúng em các bạn nhé. À như vậy là chị Hằng đúng nha, có sai không, tối ngày cứ trách móc chị Hằng nói này nói nọ. Các bạn làm điều tốt thì các bạn hưởng được việc tốt, các bạn làm việc thiện thì hưởng được thiện, các bạn đừng có tham vọng mà làm ít mà hưởng nhiều, không được các anh chị các bạn ơi. Và tiền của tập thể không phải là tiền cá nhân, nó có dấu hiệu về hình sự đó các bạn ha, tự giác còn hở đơn phát giác. Thì cảm ơn mọi người đã đến với cái chủ đề drama rất mới rất hay này, các bạn nhớ bấm like subscribe phòng mình nhé, bye bye.